すごい。Gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng
em đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi, ta cùng say chén xuân đầu. Hoa mây rạng rỡ trên phố, bao nước bao niềm mơ chờ. Xuân sân bay thêm ong mới, trẻ thơ mừng vui hớn hở. Con tim rưng rưng sao xuyến, ánh mắt trao nhau thiên hà. Người người hòa cùng niềm vui, đón Chúa xuân về khắp nơi. Xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng, và em đã đến cho lòng anh vui nhớ mong. Vâng, hôm nay là ngày mùng 2 Tết, chương trình giao lưu âm nhạc tại câu lạc bộ hát cho đời mãi xanh vẫn hoạt động bình thường cho tới những ngày còn lại trong những ngày Tết. Và trước tiên, Thành Thái đại diện quán cà phê Anh Khoa cũng như câu lạc bộ hát cho đời mãi xanh xin chúc quý vị một năm mới được an khang thịnh vượng. Cũng như thường lệ, quán cà phê Anh Khoa hoạt động từ lúc giao lưu âm nhạc từ lúc 19 giờ đến 22 giờ đêm, nhưng mà những ngày Tết thì nó hơi phá lệ, thì mình chơi hết khách mình về, chứ không phải là quan trọng thế thời gian. Nói chung có thể tới 12 giờ hoặc 1 giờ sáng hoặc là tới sáng. Có thể là overnight hoặc là by night. Vâng, thay mặt quán cà phê Anh Khoa xin gửi lời cảm ơn đến quý vị, một lời cảm ơn thân thương nhất. Chương trình giao lưu âm nhạc tại câu lạc bộ hát cho đời mãi xanh xin được phép bắt đầu. Bên đây gặp tiếc vô nghe. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị hãy lắng nghe một nhạc phẩm được mang tên Tâm sự nàng xuân qua tiếng hát của chị Sáu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. À.